Ngày 14 tháng 5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an huyện Bù Đăng khám nghiệm hiện trường tử thi để điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu khiến một người tử vong. Nạn nhân là ông Văn Bá Hạnh, 47 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Bù Đăng. Thông tin ban đầu ngày 13 tháng 5, ông Văn Bá Hạnh cùng ngồi nhậu với ông Trần Văn Việt, 54 tuổi và Nguyễn Văn Sáu, 57 tuổi, ngụ cùng xã Bình Minh tại căn chòi trong rẫy nhà Việt tại thôn 4, xã Bình Minh. Trong lúc nhậu, giữa ông Hạnh và ông Sáu xảy ra mâu thuẫn, sau đó ông Sáu bỏ về trước, còn ông Việt và ông Hạnh ngồi nhậu tiếp. Nhậu được một lúc, ông Việt trách ông Hạnh việc đánh ông Sáu nên hai bên xảy ra xung đột. Ông Hạnh cầm khúc gỗ đập trúng vào đầu ông Việt. Bị đánh, ông Việt liền lấy khúc gỗ phang vào vùng đầu và người của ông Hạnh. Mãi đến khi ông Hạnh nằm bất động, ông Việt mới buông tay ra võng phía sau chòi nằm ngủ. Đến chiều tối cùng ngày, ông Việt vào lại chòi thì thấy ông Hạnh nằm tử vong dưới đất. Ngày 14 tháng 5, Công an quận 12 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ xe ô tô phát nổ khiến một người phụ nữ bị thương. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 5, người dân sinh sống ở con hẻm đường Đinh Quế An, khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nghe tiếng nổ lớn. Qua kiểm tra, người dân phát hiện một xe ô tô đang bốc khói. Người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa và phá cửa xe ô tô đưa một người phụ nữ bị thương ra ngoài chuyển đến bệnh viện điều trị. Người dân cho biết nạn nhân sinh năm 1978, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện sống chung với một người đàn ông ở căn nhà trọ gần khu vực xảy ra vụ nổ. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông, vừa lập biên bản xử lý lái xe vi phạm không nhường đường cho ưu tiên đi làm nhiệm vụ và vi phạm nồng độ cồn. Với vi phạm trên, lái xe bị tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước giấy phép lái xe 17 tháng và phạt tiền đến 24 triệu đồng. Trước đó, khoảng 15 giờ 42 ngày 13 tháng 5, tại km 38 100 cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, khi đang thực hiện tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tín hiệu ưu tiên để các phương tiện đang di chuyển cùng chiều phía trước nhường đường bên phải cho xe ưu tiên, thì xe tải đang di chuyển phía trước không chịu nhường đường. Lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng loa để yêu cầu phương tiện chấp hành, tuy nhiên lái xe vẫn không chịu nhường đường. Chạy được khoảng 1 km, lái xe này mới nhường đường cho xe ưu tiên. Khi kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng phát hiện lái xe vi phạm ở mức 0,320mg trên 1 lít khí thở. Hàng loạt vị trí tại tuyến kè biển xung yếu ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bị sập sạt lở. Đáng báo động là tình trạng này vẫn tiếp tục lan rộng nhưng chưa có giải pháp khắc phục. Trong khi mùa mưa bão đang đến gần, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Nhượng cho biết, thiên tai và thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, nên những năm gần đây, tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng thường xuyên bị sạt lở. Hiện nay, các vị trí sạt lở, sập sụt lún, khoét hầm ếch ăn sâu vào mái kè và thân kè, tập trung chủ yếu ở địa bàn thôn Hải Nam và Hải Bắc, với chiều dài hàng trăm mét. Chính quyền địa phương đã chủ động tập kết sẵn khoảng 60 khối đá, 300 chiếc rọ thép các loại và hàng trăm mét bạt, để khi xảy ra tình huống khẩn cấp sẽ huy động người dân, các lực lượng chức năng gia cố tuyến kè. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng và tiếp tục lan rộng. Công an quận Thạnh Xuân và Ủy ban Nhân dân phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa tổ chức khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong việc ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng xã hội rất tinh vi. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 3, cụ bà 73 tuổi, ngụ phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, đang ở nhà một mình thì nhận được cuộc gọi qua Zalo. Người này tự giới thiệu là trưởng ban chuyên án đang điều tra đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, cho biết cụ bà là mắt xích lớn trong đường dây tội phạm này và muốn chứng minh vô tội phải chuyển khoảng 700 triệu đồng. Cụ bà không dám gọi điện báo cho người thân mà lặng lẽ một mình mang sổ tiết kiệm ra ngân hàng Bắc Á chi nhánh Kim Liên, phường Khương Mai để làm thủ tục rút 700 triệu đồng. Tại đây, nhân viên ngân hàng đã hỗ trợ bà đến công an phường Khương Mai trình báo. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua đơn vị đã làm nhiều giải pháp, nhưng trạm y tế vẫn không thu hút được bệnh nhân do thiếu thuốc thiết yếu, nhất là các thuốc trị bệnh mãn tính. Thông tư 20 năm 2022 của Bộ Y tế đã đáp ứng 295 trên 303 thuốc cần có của các trạm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế cho phép thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mở rộng thêm 8 thuốc còn lại: thuốc điều trị hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chăm sóc sức khỏe tâm thần.
sử dụng tại trạm y tế và được thanh toán bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM đề xuất thực hiện đấu thầu tập trung cấp địa phương cho danh mục thuốc bổ sung, bao gồm 303 thuốc, thay vì để từng trung tâm y tế quận huyện thực hiện riêng lẻ, nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngày càng tốt hơn. Sáng ngày 14 tháng 5, bão Mocha đang hướng tới bang Cox's Bazar, phía nam của Bangladesh, theo đúng như dự báo. Dự đoán trước đó cho rằng Mocha với sức gió lên tới 220 km/h, tương đương với bão cấp 4. Các cơ quan chức năng tiếp tục sơ tán người dân khỏi khu vực rủi ro đến các trung tâm cộng đồng. Trước đó, giới chức đã phát lệnh sơ tán khẩn cấp gần 1 triệu dân các vùng ven biển. Các hoạt động tại Chittagong, cảng biển lớn nhất của Bangladesh, đã bị đình chỉ. Trong khi đó, tại Myanmar, các cơ quan chức năng đã nâng cảnh báo lốc xoáy lên mức cao nhất đối với 7 thị trấn ở bang Rakhine khi cơn bão tiến gần hơn. Cục khí tượng Myanmar dự báo bão Mocha sẽ đổ bộ vào các thị trấn ở bang Rakhine sáng ngày 14 tháng 5 với sức gió lên tới 218 km/h và sóng cao gần 2 mét. Hãng hàng không Myanmar Airways đã hủy mọi chuyến bay đến bang Rakhine cho đến ngày 16 tháng 5. Theo Ủy ban Quản lý Thiên tai Quốc gia Myanmar, 57 nơi trú ẩn an toàn đã sẵn sàng tại 17 thị trấn của bang Rakhine. Ủy ban đã triển khai 10 đội và 112 phương tiện chở thực phẩm, nước uống và thiết bị cứu hộ tại bang này để đối phó với tình huống khẩn cấp.